Xin chào tất cả các thành viên của Đàm Tech. Và ngày hôm nay trên tay tôi lại là một sản phẩm đến từ thương hiệu Asus, và nó thuộc dòng sản phẩm cao cấp nhất của họ, họ nhà ROG. Và tôi khuyến cáo cho các bạn, nếu các bạn là một game thủ thuần túy, các bạn không quan tâm về việc ép sung, các bạn không thích những cái gì đó quá chuyên về kỹ thuật và thích những cái men mà rất là hầm hố, rất là đẹp á, thì các bạn không nên coi cái dòng sản phẩm này và cũng không nên xem video clip này. Ngược lại, nếu như các bạn là một fan trung thành của ROG, các bạn có một tình yêu cháy bỏng với cái việc ép sung, với việc nói chung là những cái gì liên quan đến Asus và những cái gì liên quan đến những cái vấn đề ép sung và cải thiện hiệu năng với thì các bạn, đây là cái clip mà các bạn có thể xem để cùng có thể tốn thêm khoảng nửa tiếng của cuộc đời ha. Thì đầu tiên giới thiệu cho các bạn, đây là dòng sản phẩm Maximus 9 Apex. Nếu như ngày xưa các bạn thấy là dòng cao cấp nhất của họ sẽ là dòng sản phẩm Extreme, thì bây giờ sau một thời gian mà cái dòng sản phẩm nhỏ xíu luôn là dòng Impact đem đến rất rất nhiều những cái kỷ lục thế giới. Thì các bạn thấy trong clip này, các anh em trong lab cũng đang cho các bạn xem hình ảnh của một số dòng sản phẩm Impact đến từ những cái thế hệ trước để các bạn hình dung. Thì chính những cái dòng sản phẩm Impact này lại là những dòng sản phẩm đạt được rất nhiều kỷ lục ép sung về CPU và đặc biệt là memory qua nhiều thế hệ luôn. Vì vậy là từ đó thì các kỹ sư của Asus mới ngộ ra một chuyện rằng, mặc dù cái vấn đề sản xuất cái dòng sản phẩm Impact á, mục đích là để sản xuất một cái dòng sản phẩm nhỏ gọn nhưng mà có đủ tinh hoa của dòng ROG và để chơi game, để ép sung. Tuy nhiên họ không nghĩ rằng với thiết kế nhỏ như vậy, với 2K RAM thôi và những cái thiết kế về phay nguồn rất là độc đáo, thì lại giúp cho dòng sản phẩm của họ đạt được những độ ép sung như vậy. Vì vậy là họ tích góp tất cả những cái thành công của dòng sản phẩm Impact, ví dụ như là 2K RAM, ví dụ như là tất cả những cái vấn đề thừa thải về những cái công nghệ dành cho game, thì họ cắt bỏ bớt, chỉ tập trung tất cả những cái gì quan trọng nhất về việc chơi nên ta lỏng, về việc chơi hơi ly lỏng lên trên dòng sản phẩm mới, đó là dòng sản phẩm Maximus 9 Apex. Và để xem cái lần này dòng sản phẩm Maximus 9 Apex và dòng sản phẩm Maximus 9 Impact, nếu như nó có được sản xuất, thì dòng nào sẽ là ông hoàng về ép sung. Và hiện tại chia sẻ với các bạn để các bạn có thêm phấn khích để xem clip này. Hiện tại đây là dòng sản phẩm đang giữ hầu hết những kỷ lục thế giới ép sung toàn thế giới, bởi vì bộ vi tính Intel Core i7-7700K với tên mã Kavalec đang được đụng ngưỡng mức sung trên 7300MHz rồi các bạn, tiệm cận 7400MHz, chính xác thì mình không nhớ cụ thể. Và DDR4 cũng được ép sung vượt cái ngưỡng là 5010MHz rồi, nghĩa là rất là cao các bạn ha. Thì như vậy, các bạn đã nắm sơ bộ về những cái kỷ lục thế giới, thì chúng ta hãy xem coi đây là kỷ lục gia đã chinh phục những kỷ lục này bằng cách như thế nào. Cái vỏ hộp hoàn toàn giống nhau trên toàn bộ những dòng sản phẩm Maximus 9 của Asus, màu đỏ và một cái họa tiết Maya gì đó linh tinh, và nó khá là đơn giản. Phía dưới chúng ta sẽ có những cái logo mà các bạn cũng chẳng cần quan tâm, đó là logo của chipset Z270, dĩ nhiên dòng sản phẩm cao nhất dành cho Kavalec phải sử dụng 20 rồi, hỗ trợ Intel Core chứ không lại hỗ trợ AMD đúng không. Công nghệ Intel Optane thì các bạn cũng đã biết thông qua những cái video clip trước, và tôi không muốn kéo clip này thành 3 tiếng 60 phút đúng không? Vì vậy là chúng ta hay nói thẳng là 4 tiếng á, thì chúng ta skip qua những công nghệ này. Và cái main này dĩ nhiên là nó có nhiều BGA để các bạn benchmark, vì vậy nó sẽ hỗ trợ Nvidia SLI và công nghệ đa cạnh họa của AMD, đó là AMD Crossfire. Mặc dù là main ép sung, tuy nhiên nếu như các bạn mua dòng sản phẩm này để sử dụng hàng ngày thì nó vẫn hỗ trợ Aura Sync, là một công nghệ đang theo trào lưu hiện nay. Và cuối cùng là cái công nghệ 3D Printing Friendly. Thì một xíu nữa trong phần unbox thì chúng tôi sẽ nhờ các anh em trong Test Lab sẽ gửi đến các bạn một cái view clip để minh họa cái công nghệ 3D Printing này, thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Tóm cái bấy lại, công nghệ này là một công nghệ giúp cho các bạn có thể dùng những cái file có sẵn, hoặc là các bạn có thể tự vẽ ra một số cái họa tiết trang trí bộ tên, rồi là logo ROG, con mắt ROG vân vân, để trang trí cho nó mô mà chủ của các bạn một cách hợp thức hóa từ phía cộng đồng người dùng ROG và từ phía hãng Asus. Như vậy là chúng ta sẽ có vừa có cái chung và có cái riêng ha. Thì đó là cái phần sau của chương trình, và bây giờ chúng ta xem cái hộp. Có thể nói là những dòng sản phẩm mới thuộc họ Maximus 9 của Asus thì cái thông tin ngoài hộp rất là ít, vì vậy là các bạn sẽ đỡ bị tôi tra tấn nhiều ha. Cũng tùy thôi, nếu như các bạn lười lên mạng đọc, hoặc là cũng thông tin trên mạng này nó quá sơ bộ, thì chúng ta chia sẻ với nhau qua clip cũng là một cái điều thú vị thôi. Chúng ta sẽ không nói về những cái spec thuần túy, bởi vì cái này các bạn hoàn toàn phải đọc trên mạng. Các bạn có thể thấy được những cái cổng kết nối ở mặt sau,
CPU hỗ trợ những dòng nào, chipset, bộ nhớ, và đặc biệt ở đây bạn thấy bộ nhớ nó đang hỗ trợ đến cái bộ file là 4266 cộng. Những dòng một triệu thấp hơn thì nó chỉ hỗ trợ 4133. Một số dòng của những hãng khác là 4000, một số dòng khác thấp hơn nữa thì 2007 thì họ hỗ trợ khoảng 3007 thôi. Nghĩa là cái dòng một triệu này tối thiểu là họ, nếu như cái chip của các bạn có thể hỗ trợ thì nó có thể chạy được mức tối thiểu là 4266. Và việc áp dụng bộ nhớ trên Kablack khá là vui. Và với những cái RAM rất là rẻ tiền, tầm 2.4 thì các bạn cũng, hoặc thậm chí là 2.1 các bạn đều có thể chạy khoảng 3.3. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Thì cái vấn đề áp dụng đó chúng ta sẽ đề cập trong một cái video clip khác. Nếu như các bạn comment ở bên dưới nhiều về việc hướng dẫn áp dụng DDR4 thì chúng tôi sẽ cân nhắc làm một clip riêng về vấn đề này, đúng không ạ? Bởi vì thời gian thì có hạn, và nếu như các bạn có nhu cầu thì chúng tôi mới làm. Chúng ta có những thông tin về những cái khe expansion. Ở đây chúng ta sẽ có 3 khe, đúng không ạ? Thì có 3 khe phía trên, các bạn thấy thì nó được bọc nhôm ở ngoài thì nó sẽ bền hơn rất là nhiều theo 3 phương X, Y, Z. Và khe cuối cùng thì nó là khe thông thường mà thôi. Thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ có 3 khe, nó sẽ hoạt động ở những cái băng thông, một kẹt là 16X, hai kẹt là 8.8 và ba kẹt là 8.4.4. Và cái khe cuối cùng thì nó chỉ hỗ trợ là 4X mà thôi. Và một khe cuối cùng này là khe 1X dùng để chạy cho những cái thiết bị gắn ngoài, ví dụ như là kẹt âm thanh, kẹt mạng, vân 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 vân. Dòng sản phẩm này ở mặt sau chúng ta vẫn sẽ có kẹt đồ họa tích hợp ha, và nó hỗ trợ Nvidia Highway và 4-way SLI và AMD Crossfire thì hỗ trợ đến 4 kẹt. Và ở USB thì chúng ta sẽ có hai cổng USB 3.1, một cổng Type A và một cổng Type C nằm ở phía sau phía này. Và chúng ta sẽ có 8 cổng USB 3.0, hai cổng thì nằm trên bo ở đây và 6 cổng thì nằm ở mặt sau. Và chúng ta sẽ có hai cổng USB 2.0 thì 6 cổng này nằm toàn bộ ở trên cái bo mạch chúng ta ha. Thì những cái 6 cổng USB và trên bo mạch và 3.0 bo mạch thì bạn đã quen thuộc về cái chuẩn cống rồi. Bây giờ là đến những cái phần tiếp theo. Thì về âm thanh thì đây là dòng thông Epson, nhưng mà lỡ các bạn mua về thích Epson nhưng mà không Epson cho lỏng vẫn có thể mua được, thì các bạn vẫn có thể có được cái âm thanh khá tốt. Đó là một cái chip âm thanh cao cấp nhất vẫn được sử dụng trên dòng sản phẩm Formuler và phòng stream, đó là cái con chip codec Supreme FX1220A. Thì nó sẽ có chỉ số độ nhiễu trên tín hiệu ở đường output là 120 dB và đường input là 113 dB. Đây là hai thông số đang dẫn đầu trong ngành công nghệ máy tính dành cho các âm thanh tích hợp trên những dòng bộ hộp chủ cao cấp. Và cuối cùng LAN thì chúng ta sẽ có chip LAN của Intel và có một cái chip LAN Go ở đây để giúp cho cái cạc mạng nó được an toàn hơn trong những cái môi trường như là trời mưa, sóng chớp đùng đùng, vân vân. Ở storage thì chúng ta sẽ có một khe M2 hỗ trợ lên đến cái băng thông là PCI 3.0 X4 và SATA. Trong khi đó thì một khe M2 còn lại thì nó chỉ hỗ trợ băng thông PCI 3.0 X4 mà thôi. Tuy nhiên chúng tôi vẫn recommend là các bạn nên sử dụng chuẩn PCI 3.0 X4, bởi vì đã xài M2 rồi thì đừng có phí cái cổng này. Và đặc biệt lần này thì tất cả hai cái khe M2 này đều được đẩy lên trên một cái khe giống như khe RAM DDR3 ở đây, và nó được đặt tên đó là DIMM2. Thì chúng ta sẽ nói về DIMM2 này ở phần sau. Ngoài ra chúng ta vẫn sẽ có 4 cổng SATA 6 và cái form của dòng sản phẩm này là form EATX, nghĩa là form khá là to. Bình thường cái main ATX thì nó đến đây thôi, đến dòng con ngóc cuối cùng này. Cái này nó hơi to hơn một tí, nó hơi to một tí ha. Và còn tại sao thì chúng ta sẽ phân tích ở phần sau. Chúng ta đã nói về DIMM2. Các bạn thấy ở đây có một cái khe, nó giống như là khe DDR3, nó nằm bên cạnh hai cái khe RAM DDR4. Thì cái câu chuyện về DDR4, tại sao chỉ có hai khe, đúng không ạ? Và tại sao đặt cái khe DIMM2 ở đây, có lẽ chúng tôi sẽ nói nhiều hơn khi chúng ta khui hộp dễ hình dung hơn. Công nghệ Aura Sync thì các bạn thấy ở đây chúng ta có những cái đèn ha, đây dòng sản phẩm Epson, tuy nhiên họ vẫn có những cái đèn và chúng ta vẫn sẽ có những cái zoomer để điều khiển những cái hệ thống đèn này. Đây là cái đèn ở giữa, thì khu vực này thực ra nó chỉ có một cái đèn LED thôi, những cái linh kiện rất là bình thường, không có chip gì đây hết ha. Và chúng ta có một cái logo ở đây. Khu vực
trái tim của dòng sản phẩm này chính là khu vực nằm trên cùng bên phía tay phải chúng ta, khu vực này được đặt tên là Oxyzone ha, là khu vực dành cho tất cả những cái tinh túy của cái bên bò chủ này về ép sung những cái lục thế giới được sinh ra ở tại góc này. Và cuối cùng các bạn thấy ở đây chúng ta có những cái vị trí để gắn được cái con ốc M2 đây vân vân, thì đó là những cái vị trí các bạn có thể dùng cái công nghệ 3D printing để gắn những cái name tag. Thì trong dòng sản phẩm này thì nó chỉ tặng mình một cái miếng gốc là cái miếng có chữ Replic of Gamer, còn những cái chữ Apex hoặc là Replic of Gamer AOG này thì nó là mình minh họa thôi. Phía trong thì vẫn có một cái miếng nhựa có cái được tráng thủy để các bạn làm nền. Sau đó các bạn nếu muốn có đặt tên mình, ví dụ như là đặt tên ví dụ như Apex ép sung vô đối thiên hạ gì đó, thì các bạn in lên và dán lên trên cái miếng này và chúng ta sẽ bật đèn led lên để nó hắt được cái dòng chữ đó lên, đúng không ạ? Rồi ok. Rồi như vậy chúng ta điểm sơ qua một số cái thông tin để bỏ hộp, bây giờ khui hộp đi. Nhiều cái vali ha. Rồi. Đầu tiên vứt cái hộp cả màn hoàng bên. Phụ kiện rất là quen thuộc ha. Đây là những cái sticker. Khỏi nói nhiều nha các bạn, nhìn thôi, nói nữa cái clip thành 80 phút. Rồi ok, do not disturb ha. Đừng làm phiền tôi đang quay clip. Đây là cái thiết bị mà khiến cho các bạn khi xem cái hình chụp của dòng sản phẩm này các bạn thắc mắc nhất. Tuy nhiên nó cũng không có gì quá là ghê gớm đâu. Xíu nữa chúng ta sẽ gắn nó vào mặt chủ và chúng tôi sẽ thích nhiều hơn về cái dòng sản phẩm này ha. Đây, bạn nhìn hai mặt của nó. Dim 2 ha. Thì nó sẽ có hai cái socket. Đây là M2-1 không? Và đây là M2-2. Thì cái khe 12-1 này thì nó sẽ hỗ trợ cả chuẩn SATA và chuẩn PCIe 3.0x4. Còn riêng cái cổng M22 này thì nó chỉ hỗ trợ 3.0x4 mà thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Nói chung là cái kích thước là dài nhất. Đó, cái lợi thế của cái sản phẩm này là trên cái mainboard này thì bạn có thể gắn được hai khe M2 với cái chiều dài cao nhất, đó là chuẩn 22-110 ha. Xin hướng dẫn để biết được tất cả những cái công nghệ và những cái jumper config thế nào thì các bạn nên xem sách hướng dẫn ha. Rất quan trọng, đặc biệt là ở những cái trang đầu tiên này nó sẽ xác định cho các bạn những cái vị trí những cái jumper, nó một thói quen rất là tốt cho các bạn. Và bên đây chúng ta thấy có cái trang nó nằm ở đâu, các bạn phải lật ra đúng cái công nghệ đó để xem hướng dẫn. Tuy nhiên nếu các bạn làm biến thì các bạn hãy xem clip này, tôi sẽ lần lượt trình bày hầu hết tất cả những cái jumper và những công dụng của nó trong clip này. Nếu như các bạn mua bất cứ sản phẩm AOG nào sẽ được tặng một cái phiếu để giảm giá khi mua trên cái website Asus cablemod.com. Đây là cái sticker thưa các bạn, để các bạn trang trí cáp ha. Những bạn gọi là thích gọi là tối ưu hóa cái hệ thống cáp mình và để cho nó ngăn nắp thì các bạn có thể dùng cái sticker này. Đây là một cái dĩa, thật ra cũng ít người dùng dĩa ở điểm này, trừ trường hợp là đang đứt cáp không, cái mộc nó cạp cáp quang nó cần driver thì bắt buộc phải dùng thôi. Phía trong nó còn có một cái logo này. Thông thường thì khi cái sản phẩm này mang sample thì hầu hết mấy ông làm review cũng chơi mất cái logo này, riêng Amtech thì sẽ keep lại ha, thì người sau sẽ có để có thể làm review. Phía dưới đây chúng ta sẽ có một cái thiết bị dùng để hỗ trợ các bạn cắm dây ở front panel. Các bạn thấy chúng ta sẽ có cái hướng dẫn để gắn đèn cho ổ cứng nè, đúng không ạ? Nút reset nè. Bên đây chúng ta sẽ có đèn power và nút power. Như vậy các bạn lấy cái này cắm trực tiếp cáp của cái case vào đây thì nó sẽ dễ dàng hơn, các bạn không cần phải húi hoáy đưa cái tay của mình, như tay tôi rất là to, người ta vẫn thường gọi là tay to đó, nhét vào cái cây rất là khó khăn, thì các bạn cắm ở ngoài sau đó cắm toàn bộ cái cụm này vào trong bo chủ luôn sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đây sẽ là một cái cầu SLI thôi, bình thường như cân đường hộp sữa. Thì các bạn cũng biết dòng sản phẩm Skylake và KBLake thì nó rất là mỏng. Nhân tiện nhắc mới nói mới nhớ, thì như các bạn tiếp tục comment ở phía dưới về việc nếu các bạn muốn xem cái việc mà chúng tôi delete, như là gỡ nắp con siêu 7700K để làm mát con siêu này khoảng 20 độ, thì các bạn cứ comment xuống dưới, nếu đủ số lượng
comment yêu cầu, chúng tôi sẽ làm một clip để các bạn tham khảo ha. Cái trải nghiệm của tôi về việc delete video cũng rất là thú vị. Nhắc về cái việc delete thì mới nói là cái bo của con cạc Sky Black và con Skylake và con K-Black thì rất là mỏng. Vì vậy là Asus sẽ có một cái miếng nhựa để giúp cho các bạn dễ dàng gắn siêu hơn. Còn cách sử dụng thế nào thì tôi nghĩ các bạn biết đọc tiếng Việt, các bạn cũng biết đọc tiếng Việt và cũng có thể hiểu tiếng Anh. Các bạn đọc hướng dẫn ở đây ha, cũng khá dễ dàng thôi. Ok, hello, tròn nhau tí. Rồi, cái điều mà tròn nhất của Asus đó là giới thiệu về công nghệ 3D printing. Và cái họ đính kèm cái comment là mấy phần ốc. Thì thật ra công nghệ 3D printing là xuất phát từ cộng đồng ha. Thì một hồi nữa các bạn xem clip và sẽ hiểu. Và sau khi cộng đồng chơi thì Asus thấy là rõ ràng có nhu cầu xuất phát từ cộng đồng và họ hỗ trợ người dùng bằng cách là trên cái mainboard họ khoét sẵn một chiếc lỗ để các anh em có thể dùng những con ốc mà vẫn rất là phổ thông của trên M2 á để gắn những cái phần 3D printing này vào một cách nó chắc chắn mà không cần phải độ thêm hoặc là dán keo lên trên những cái thành phần đó. Thì đây cũng là một hỗ trợ khá là hợp lý của Asus mà không khiến nó không có tăng thêm cái chi phí của sản phẩm. Bởi vì bán thì móc mà tính tiền thì quá đáng luôn. Hy vọng là vậy. Rồi, đây là một cái miếng back panel. Thì cái này nó không phải là cái miếng back panel được gắn sẵn như trên cái dòng Foiler. Tuy nhiên nó cũng là một cái loại được cải tiến rồi. Thì mặt sau thì nó cũng chống giật ha. Và phía này thì có mút. À, thì nói chung là cũng sẽ gắn êm ái hơn. Tuy nhiên các bạn vẫn phải gắn vào cách truyền thống thôi. Ở đây các bạn thấy nó sẽ có một số cái lưu ý. Ví dụ đây là chúng ta sẽ có nút Clear CMOS. Đây nút BIOS thì tôi đoán đây là cái nút để chuyển giữa hai BIOS. Đây là một cái nút để flash BIOS ha, bằng USB mà không cần phải có CPU và RAM. Đây chúng ta sẽ có những cái đánh dấu những cái cổng USB 3.0. Ở đây là có một số cái cổng đặc biệt thì các bạn có thể nhìn trên cái cổng này để đoán được những công nghệ liên quan ha, HDMI để bọc vân vân. Cách sao ta, ông nào mà đòi tôi giải thích cái này là cái gì tôi muốn chết liền luôn á. Rồi, và đây là cái dây đèn LED nối dài. Nếu như các bạn muốn gắn những cái đèn LED dạng tiếp ha, mét 2 gì đó, thì gắn nó vào bo và sau đó cắm cái dây này vào thì nó sẽ kết nối và nó sẽ điều khiển chạy Orosync với lại những cái thiết bị khác trên bo mạch chủ. Và cuối cùng, nếu các bạn uống cà phê thì đây chúng ta sẽ có một cái miếng lót ly. Còn chuyện các bạn sử dụng mặt nào thì tùy thôi. Ở đây thì chúng ta còn một cái phụ kiện nữa, đó là một cái miếng chắc là cái miếng mica gì đó, thì nó được tráng thủy ha. Thì nó sẽ giúp cho cái men trang trí cái men này dễ thương hơn. Thì một hồi nói chung nói đây thì khó hình dung lắm. Rồi khi khui bóc cái men á, mình sẽ đi kèm luôn để các bạn dễ hình dung hơn. Bây giờ khui ra đã. Rồi, đây chúng ta sẽ có 3 miếng sticker màu đen ha. Rồi, ok, đây là ngoài. Và đây là Maxbook 9 APEC. Nó phải khen như giờ này cái hộp qua suốt làm khó gỡ men giả mang, vướng tùm lum á. Rồi, hộp xấu quá. Rồi, bây giờ ha, trước khi chém gió thì chúng ta nhìn sơ bộ tổng thể cái men đã. Nhìn chung cái men rất là to. Và ấn tượng đầu tiên của các bạn là nó được thiết kế cái bo khá là cách điệu. Những vị trí này nó cắt hết không? Thì tôi nghĩ cái này chủ yếu là về hình thức thôi. Và nếu như các bạn thấy quay về vấn đề cái thiết kế của dòng bo mạch chủ Epson, thì nếu như tất cả những người thế giới nó đều nằm trong cái dòng bo mạch chủ Impact. Bởi vì đơn giản nó là dòng bo mạch chủ có 2 khe RAM. Và cái điều tương đồng của dòng sản phẩm này là nó cũng có 2 khe RAM DDR4 mà thôi. Còn cái chuyện á là dòng sản phẩm này có đè chết được con Impact hay không, hoặc là con Maxbook 9 Impact có sản xuất hay không thì mình chưa biết được. Hãy tiếp tục chờ để xem coi như thế nào. Ok, thì trước khi chúng ta vào phần chi tiết thì các bạn nhìn tổng thể đó ha. Headsin là một cái miếng nhôm toàn khối ha, được khắc kỹ hà. Cái căn bản mà nói thì cái headsin này không đẹp như những cái headsin nằm trên những dòng bo chủ khác. Tuy nhiên được cái nó nạt, bạn thấy không? Cực kỳ nạt luôn. Thì cái nạt này á, nó có lợi như thế nào? Nếu như các bạn, mình phân tích về cơ chế làm mát. Nếu như các bạn sử dụng tản nhiệt khí
Thì khi đó các bạn biết một cái miếng nhôm cần phải được cắt rất là nhiều rãnh để gió lưu thông qua nó để làm mát. Còn ngược lại á, nếu các bạn từng chế cái lốc ha, mình không nói cái lốc của Adam Nguyễn ha, cái lốc mà giúp CU lên được 7.3 thì mình thua. Mình đã là người từng chế lốc anh Nhện Hữu Phách và nhất những người khác cũng có từng chế những cái lốc rồi. Cái việc làm sao để cân bằng được cái công suất của cái lốc đồng và cái khả năng tải nhiệt là vấn đề rất là nhức đầu. Thì căn bản nói chung một cái miếng hết xin mà nó to như vậy công suất nó sẽ lớn hơn, nhưng mà cái vấn đề khó khăn là nếu như các bạn sử dụng e thì cái miếng này nó sẽ lấy nhiệt nhanh và nó sẽ ngậm nhiệt, bởi vì nó khó làm mát bởi cái luồng gió, bởi vì cái nhiệt lượng nó nằm ở bên trong của cái cục nhôm này. Nhưng mà ngược lại, nếu các bạn chơi đi tơ lỏng thì bản chất cái phần nhôm này nó sẽ được làm luôn luôn làm lạnh, và từ gốc rễ của nó thì cái khả năng làm, cái công suất làm mát của nó cũng tốt hơn rồi. Vì vậy cái thiết kế nhôm toàn khối như vậy theo cá nhân mình nghĩ nó rất phù hợp cho những dòng sản phẩm chuyên đi tơ lỏng như vậy. Và nếu các bạn lo lắng là sản phẩm này chạy e nó nóng thì mình nghĩ là các bạn cũng không cần lo, bởi vì thật sự đúng là những dòng sản phẩm trước đó thì cái VRM rất là nóng, nhưng không biết tại sao trên dòng sản phẩm Maximus 9 này thì cụ thể là dòng Maximus 9 Foiler mình cam kết với các bạn là nó chạy hoàn toàn mát, không có nóng. Vì vậy là mình nghĩ đây là một cái thiết kế nó cân bằng giữa cái việc làm mát trên Ecolink và công suất làm mát cao nhất khi mà các bạn chơi nitơ lỏng ha. Có thể nói rằng đây là dòng bo chủ để hỗ trợ ép xung tận răng. Nó chỉ có thể dư, các bạn không thể nói là nó thiếu bất cứ vấn đề gì, và nó có đến 2 cổng cấp nguồn 8 pin dành cho CPU. Theo kinh nghiệm của tôi thì có thể nếu như các bạn có một cái nguồn mà chỉ có một cổng cấp nguồn 8 pin thì chắc là nó vẫn chạy thôi ha, không sao cả, nhưng mà cắm đủ 2 nguồn thì nó hổ báo cáo trồn hơn ha. Ở mặt sau thì chúng ta sẽ thấy những cổng kết nối như sau. Đây là cái nút reset ha. Đây là cái nút để clear BIOS. Đây là cổng bàn phím chuột. Đây là cổng display port HDMI dành cho các đồ họa tích hợp. Chúng ta sẽ có hàng loạt cái cổng USB 3.0, và trong đây sẽ có những cái cổng đặc biệt, ví dụ như cái cổng này là cổng để flash BIOS này. Thì các bạn nhìn trên cái mặt sau của cái miếng back panel thì các bạn sẽ phân biệt được. Đây là USB 3.1 Type A và Type C, và đây là card LAN Gigabit của Intel, và đây là cái các surround cao cấp nhất đến từ ASUS dành cho những dòng sản phẩm ROG của họ, với cái độ nhiễu trên tín hiệu đường out là 120 dB và đường in là 113 dB. Cảm thanh vẫn có một cái đường mạch để tách giữa bo âm thanh và bo ép xung, và chúng ta sẽ có thấp thoáng đâu đây vẫn là một cái vài cái tủ là tủ hóa bé bé xinh xinh. Thì trên lý thuyết thì những cái tủ hóa này giúp cho cái chất âm trên những cái dòng sản phẩm cả bo nó tốt hơn. Có thể chú ý rằng giống như tất cả những dòng bo chủ khác họ ROG của dòng Maximus 9 thì tất cả những cổng cắm quạt trên dòng sản phẩm này đều là cổng 4 pin, bởi vì nó sẽ giúp cho dòng sản phẩm này hỗ trợ được cả quạt 3 pin và 4 pin với tất cả những gì tốt đẹp nhất của nó. Thì rõ ràng có biết là một quạt 3 pin cắm vào chân 4 pin thì vẫn hoạt động đầy đủ tính năng, nhưng mà ngược lại nếu quạt 4 pin mà cắm 3 pin thì nó sẽ không hoạt động được đúng như là cái thiết kế, nó sẽ mất đi những cái chức năng như sensor và điều chỉnh dòng. Rồi ở đây thì có lẽ chúng ta đi ngược lên trên đi ha. Ở đây là cái khu vực để các bạn gắm cái dây đèn led nối dài ha, nãy mình đã giới thiệu trong cái phần khui hộp. Chú ý ở đây các bạn thấy ở đây nó có một cái miếng bằng mica, và nếu các bạn gỡ cái hai ngón lên và lột cái miếng nhựa ra thì nó sẽ đẹp ha, cái miếng ni lông. Thì nhìn trên hình đó thì bạn thấy thấp thoáng nó có một cái lớp tráng thủy, và cái lớp đề can màu đen này nó được khắc cái logo, khắc xuyên qua cái logo là Republic of Gamer. Nói chung cái này ra mấy cái tiệm cắt đề can đó, nó làm cho mình được. Thì các bạn lấy cái mẫu đề can như vậy, thấy không? Hoặc là đo kích thước đúng như vậy, vẽ lên trên AI hoặc là Photoshop gì đó, mang ra tiệm thì nó sẽ cắt cho mình một cái logo, ví dụ như Antec ép xung vô đối thiên hà vũ trụ gì đó, linh tinh, lên đây dán lên trên này. Thì để các bạn có thêm được một cái miếng nữa thì các bạn thấy đây nè, cái mặt trên đây là cái mặt tráng thủy ha, thì nó cũng đã có một cái lớp ni lông bằng lột, nó sẽ bóng hơn.
thì các bạn có thể gắn thêm một miếng ở đây ha, rồi và dán cái logo Amtech Epson vô đố gì đó lên đây đó. Và dĩ nhiên nó phải có led đó các bạn, trên nó hình trên hộp thấy đây nó có led đúng không, thì quay về cái phần led này á thì chúng ta sẽ nói ở cái phần này ha, cái góc ngoài cùng bên này chúng ta sẽ có một cái zoomer để tắt và mở cái đèn của M2 Lite. Thì cái đèn đèn led trên cái M2 á là nằm trên đây nè, thấy không, còn thấy những cái led trên đây và hai mặt đều có led hết. Ủa led có một mặt hả? Ừ, như led có một mặt thôi ha. Rồi led có một mặt à, tại vì nó quay ra đây, nó gắn vào đây thì nó led nó nằm ở phía trong. Và ở đây chúng ta sẽ có là cái light 31 là cái đèn led chỗ này và light 32 là led chỗ này. Do mặc định á, chỗ này là nó để trống, vì vậy Asus sẽ disable cái đèn led ở đây bằng cách là zoomer như vậy. Nếu các bạn gỡ cái zoomer lên và cắm qua bên phía bên này thì cái đèn led ở đây sẽ sáng luôn. Như vậy sau đó các bạn gắn cái miếng Mica này vào với cái name tag Amtech vô địch thiên hạ gì đó vào đây là ok. Rồi như vậy chúng ta đã điểm sơ qua cái chức năng của Light 312. Chúng ta đã nói từ đầu về ba cái khe này rồi, thì đây là ba khe PCI 3.0 16X đúng không? Nó ở trong nó full chân không? Full chân luôn, nhưng mà băng thông sẽ là 16X chạy một mình, 88 và 844 nó chạy ba khe. Khe dưới này thì nó chỉ hỗ trợ lên đến tối đa là 4X mà thôi. Và khe này là khe 1X linh động, các bạn có thể cắm những cái kẹt dài hơn 4X vào đây thì nó chạy với băng thông 1X ha. Thì cái khe linh động nó có cái lợi là các bạn có thể gắn được thiết bị nó đỡ kén hơn. Đây là cổng USB gắn ra mặt trước ha, tương tự ở đây. Và ở đây là cổng AOG external, là cái cổng để cắm cái thiết bị ở cái để điều khiển phụ thêm cho cái dòng sản phẩm này. Tôi nghĩ nó cũng giống như con bọ ở những dòng sản phẩm trước thôi. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nút gọi là BIOS switch. Đây là dòng sản phẩm hỗ trợ dual BIOS. Vì vậy là chúng ta nhấn cái nút này để đổi giữa hai BIOS. Đây là cũng là một cái chuyện khá thông minh. Tuy nhiên là theo kinh nghiệm của tôi á, thì dòng sản phẩm Asus là rất khó chết BIOS, bởi vì họ có chức năng gọi là safe boot. Và hầu hết khi các bạn làm chuyện ngu nhất thế giới á, thì và tắt nguồn thì nó sẽ tự động quay về cái giá trị tạm gọi là safe mode. Và khi đó thì cái giá trị mà các bạn tạm gọi là ngu đó nó vẫn còn lưu trong BIOS và nó vẫn load giá trị mặc định. Vậy hiếm khi nào chúng ta phải dùng nút này. Tuy nhiên trong một số trường hợp mấy ông Epson cũng làm những cái chuyện rất là khó đỡ, ví dụ như là ép tăng điện quá cao, như là nó chết trước khi mà nó vào được cái phần safe mode á, thì các bạn có thể chuyển sang cái BIOS thứ hai. Hoặc là thực sự mà nói luôn, cái vấn đề về Epson nó rất là nan giải, bởi vì tôi mới nói từ đầu các bạn là nếu các bạn không phải là người thích Epson đừng xem clip này. Ví dụ chúng tôi có những cái vấn đề rất là serious, ví dụ cái BIOS 0701 là Epson CPU rất là tốt, nhưng mà ngược lại cái BIOS 0081 lại là BIOS Epson RAM tốt. Như vậy khi Epson CPU chúng tôi chọn vào cái BIOS 0071, nhưng mà ngược lại khi Epson RAM chúng tôi đổi sang BIOS Beta, vân 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 vân. Như vậy cái nút BIOS này cũng là một cách để các bạn có thêm một lựa chọn nữa, để cùng lúc các bạn có thể chạy hai BIOS mà không cần phải lắp lại BIOS tốn thời gian ha. Rồi như vậy chúng ta xong cái phần BIOS switch này ha. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái phần run panel, thì nãy tôi giới thiệu rồi, chúng ta có một cái bộ phận convert để các bạn cắm nó dễ dàng hơn. Ở đây chúng ta sẽ có cái water pump. À, cái water pump cộng này á là nó hỗ trợ 3A. Như vậy nếu dòng sản phẩm này các bạn sử dụng những cái custom water cooling thì các bạn cắm cái pump nó vào đây, máy bơm vào đây, nó có 3A. Và bên cạnh nó thì chúng ta cũng sẽ có được cái water flow ha, là cái sensor để đo dòng nước. Và đây là hai cái sensor để đo nhiệt độ của nước in và out để các bạn có thể biết được cái water cool hoạt động hiệu quả như thế nào. Ok, hai vị trí này thì chúng ta sẽ có hai cái vị trí để chúng ta cắm sensor. Các bạn cắm sensor đó vào và nhét vào những vị trí mà bạn thích. Tuy nhiên đừng nhét ở những vị trí ở sau lưng ha, chúng ta nhét phía trước đi. Hiểu sao hiểu. Rồi thì các bạn cắm cái sensor này, ví dụ các bạn muốn đo thêm một cái vị trí là phía dưới khe cảm hình thứ hai ví dụ vậy, thì có thể là comment nó sẽ có sẵn sensor ở khu vực dưới khe đầu tiên, nhưng mà các bạn hắn khe hai kẹt, các bạn gắn cái sensor vào đây để đo là nhiệt độ của nó vân vân. Ở đây chúng ta sẽ có hai cái sensor ở đây, và ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái chỗ mà nó ghi là OC button. Thì phần này chúng tôi sẽ check và sẽ bổ sung thông tin thêm các bạn ở phần sau.
Rồi bên cạnh cái khu vực này chúng ta thấy một cái nút OC button, tuy nhiên nó đang được để trống, thì không biết cái này có thể hàn thêm dây hoặc là bản chất trong thiết kế nó có một cái nút hay không. Nhưng mà căn bản thì trong sách hướng dẫn không nói gì hết, chúng ta sẽ tạm thời skip qua phần này. Đây là cái head sin của chipset ha. Ok, cái mặt này các bạn thấy chúng ta sẽ có 4 cổng SATA 6 ở đây. Đúng không ạ? Đây là dòng board chủ không có tập trung về việc sử dụng dạng kiểu mà workstation. Vì vậy số lượng cổng SATA rất là hạn chế. Đây chúng ta sẽ có 6 cổng SATA 6. Họ cắt bỏ hết tất cả những cái phần phụ, những cái chip phụ như là coax media vân vân, chỉ để tập trung những cái cổng có sẵn của chipset thôi. Thì cái ổ cứng M2 được dồn qua khe điểm 2 này, chúng ta sẽ nói ở phần sau. Đây là một cái chỗ để các bạn cắm thêm nguồn trong trường hợp các bạn benchmark nhiều card đồ họa và cần cấp thêm nguồn cho dòng phẩm này. Thì với cái cổng cấp nguồn 4 pin MOLED này thì các bạn cộng thêm với lại cái nguồn cấp điện cho CPU. Và nếu như các bạn có một cái nguồn đủ tốt thì có lẽ là vấn đề còn lại với là các bạn có biết Epson hay không và con su của bạn có đủ may mắn để lên được những kết quả mà các bạn mong muốn hay không mà thôi. Còn cái việc dư thừa là tôi nghĩ là quá dư rồi. Ở đây chúng ta sẽ có một nút Memo OK. Thì nói nhanh gọn, đây là Memo OK là cái nút trong một số trường hợp nếu các bạn lỡ set timing bị sai hoặc là các bạn đang có gặp trục trặc về Epson Memo thì các bạn hãy nhấn vào nút Memo OK để thử xem nó có giúp ích được gì không. Trong một số trường hợp thì nút Memo OK này nó giúp cho cái tối ưu hóa được cái timing của bộ nhớ. Còn cái chuyện nó có đúng với các bạn hay không thì còn tùy. Có câu là 9 người 10 ý. Biết đâu đó lúc đó là bạn đang muốn Epson RAM nó burst nó cao thì cái nút Memo OK này lại tối ưu hóa cho timing nó thấp thì sao? Và chuyện đó chúng ta hãy đặt qua một bên ha. Biết là Memo OK là một nút để giúp chúng ta tối ưu hóa về timing RAM trong một số trường hợp chúng ta gặp trục trặc về bộ nhớ. Đây là nguồn 24 pin để cấp nguồn CPU. Cái main nào mà không có thì chắc chắn là không chạy được rồi, không có gì phải nói. Toàn bộ những cái tụ rắn trên dòng sản phẩm này đều là black cap và nó có độ bền lên tới 10.000 giờ và đến từ một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Chúng ta cũng không nói nhiều về VRM và những cái hệ thống MOSFET và cụm cảm vân vân nữa, bởi vì nó cũng không có cái gì là mới hết. Ở khu vực này các bạn vẫn thấy một cái khu vực mà Asus vẫn thường đặt tên đó là Probe It, nghĩa là công nghệ hãy đo đó, khu vực được dùng để đo đạt. Thì ở đây các bạn hãy đo được rất là nhiều điện, điện PCH, điện RAM, đúng không ạ? Điện card đồ họa tích hợp, điện POL, điện IO, điện System Agent, điện CPU. Và đây là một cái chân ground ha. Như vậy các bạn có thể dùng đồng hồ điện tử để đo điện chính xác thay vì là phó mặc cái niềm tin của mình dành cho COZ hoặc là những cái phần mềm trong Windows. Đây khu vực Ocezone, tôi xoay cái màn lại dễ nhìn ha. Rồi ở đây các bạn thấy thấp thoáng, đây là cái vị trí để các bạn gắn một con ốc giống như ốc trên M2. Thì thực tế mà nói thì ở phần này có lẽ là các bạn đã bắt đầu thấy được cái video clip chúng tôi chèn vào để mà thấy được cái minh họa của cái công nghệ 3D printing. Thì chúng ta hãy dành ra chừng 15 giây để xem những hình ảnh này. Rồi bỏ qua cái công nghệ 3D printing, bạn thấy là khá thú vị ha. Thì tôi không biết là các bạn mua iPad về các bạn có làm 3D printing hay không. Chuyện đó nó cũng hơi trái ngược, tuy nhiên kệ, có thì vẫn còn hơn không. Chúng ta sẽ có hàng loạt những cái tính năng dành cho Epson. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái nút Power On, chúng ta có một cái nút Reset, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một cái nút Retry và một cái nút Save Boot. Rồi tôi sẽ phân tích hai cái nút này khác nhau thế nào.
Trong một số trường hợp khi các bạn ép xung RAM, đặc biệt là ép xung RAM ở mức rất là cao, tầm khoảng 4000 MHz, thì và cái cốt đèn cốt này nó báo cốt là 49 hoặc là 4F, thì các bạn có thể thử nút retry này. Cái lần retry thứ hai hoặc thứ ba có thể nó tốn các bạn đâu đó khoảng chừng 1 phút thì nó có thể boot vào Windows. Và lúc đó rất nhiều khả năng là hệ thống hoàn toàn ổn định. Chỉ có cái là cái mức RAM ở mức bớt cao như vậy thỉnh thoảng nó khó boot. Thì cái nút retry này là một cái nút rất là tuyệt vời để các bạn vô khoe là các bạn đã ép được một mức xung rất là cao. Thì các bạn hãy thử và xem coi có thể đạt được những mức xung mà các bạn trước đó các bạn không thể ép xung được trên những dòng bao nhiêu chủ khác hay không. Nếu bên cạnh là cái nút set boot, trong một số trường hợp nếu các bạn ép xung bị sai và hệ thống từ chối hoạt động thì các bạn hãy nhấn vào nút set boot này. Hoặc là trong trường hợp các bạn retry thất bại đi, các bạn nhấn vào set boot, thì set boot này nó sẽ trả cái BIOS về trạng thái mặc định. Tuy nhiên nó không xóa bất cứ thông tin nào của BIOS các bạn hết. Ví dụ các bạn chỉnh trong BIOS là 101 thông tin, tuy nhiên các bạn chỉ dại dột chỉnh sai một thông tin thôi, là thông tin thứ 101, thì như vậy khi các bạn nhấn vào set boot nó sẽ trả toàn bộ thông tin 101 thông số này cho bạn, và các bạn chỉ cần chỉnh lại cái thông số cuối cùng bị sai mà thôi. Như vậy đỡ thời gian phải set lại toàn bộ những thông số cho BIOS ha. Rồi ở đây thì chúng ta thấy hàng loạt những cái đèn LED để nó báo được những cái thông số cần thiết. Ví dụ ở đây chúng ta sẽ có một cái switch, nó gọi là VGA switch. Chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 tương ứng với lại 1, 2, 3, 4 khe PCIe ở đây. Thì nếu như các bạn gạt xuống phía dưới thì nó sẽ tắt những cái khe này đi, đúng không ạ? Thì nó có hai lý do. Thứ nhất, để các bạn làm chủ cái vấn đề ép xung. Ví dụ như các bạn muốn dồn băng thông gì đó cho những cái khe thứ hai, thứ ba, do trường hợp là cái lốc mono lộng bằng quá to, thì các bạn có thể chủ động tắt những cái khe còn lại để chạy đúng cái khe mình mong muốn mà thôi. Và cũng là một cách tốt để các bạn đảm bảo rằng cái khe đó có hoạt động hay không ha. Thì cái đèn này nó sẽ tương ứng báo của cái khe đó hoạt động như thế nào. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có những cái đèn để tương ứng báo coi là cái mang chúng ta đang bị lỗi như thế nào. Và cái lỗi này á, nó đang nằm ở khu vực gọi là C-DET, là chữ viết tắt của condensation. Condensation có nghĩa là cái vấn đề cái mang nó bị thấm. Thì trong trường hợp khi các bạn ép xung lên ta lỏng, và nếu các bạn là những người mới chơi, các bạn không quen trong trường hợp là làm sao để chống ẩm cho cái bo mạch chủ. Cái việc chống ẩm cho bo mạch chủ, đặc biệt khi chơi lên ta lỏng và hay đi lỏng, là một câu chuyện dài, có nói lên gọi là 8 tiếng cũng không hết. Vì vậy tạm thời tôi không nói trong clip này. Thì khi các bạn ép xung, những cái vị trí rất là dễ bị gọi là đóng băng là những, lại là những vị trí mát. Ví dụ như là RAM, RAM nó tải nhiệt không nhiều, đúng rồi. Những cái hết sin mà có VRM nó càng nóng thì trên nia lỏng thì nó lại càng ít đóng băng. Tôi khẳng định với các bạn là dòng bo mạch chủ này rất là mát, vì vậy khả năng là nó bị đóng băng ở cái khu vực VRM này rất cao đó. Và cuối cùng là GPU, thì cái đèn CPU, RAM và PCIe này nó giúp cho bạn biết coi là cái main đang bị đóng băng, đang bị ẩm ở vị trí nào. Thì khi đó các bạn có thể chủ động dùng máy sấy hoặc là cải thiện cái giải pháp chống ẩm của mình để đạt được cái mức xung ổn định và ép xung được lâu hơn trên môi trường ép xung bằng đi tơ lỏng hoặc là hay đi lỏng ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ có thêm 3 cái jumper. Đầu tiên là cái jumper slow mode, thứ nhì là cái jumper spool, và thứ ba là cái jumper mới tinh đặt tên là RSVD. Thì tôi nói lần lượt ha. Bên cạnh một cái jumper là LN21 trên cùng này, nếu các bạn ép xung đi tơ lỏng, đầu tiên là bạn phải chuyển qua LN21. Nếu các bạn không chuyển qua LN21, hầu hết những cái tính năng này nó sẽ không hoạt động. Và khi các bạn chuyển sang LN21 thì nó sẽ giúp cho các bạn mở rộng thêm được cái tham số điện thế cấp cho CPU, cho RAM, cho BOL vân vân, là nó mở rộng cái giới hạn ra. Ví dụ như từ 1V7, 1V8 nó lên rồi chừng 2V, 2V2, vân vân. Cái chuyện mà tắt cái jumper lên LN2 này để tránh cho những con gà không biết ép xung lại vào chỉnh điện CPU 2V2 trên hết sin con cóc, thì có lẽ là chuyện đó là thảm họa rồi. Cái jumper slow mode này dùng làm gì? Có một cái sự thật rất là thú vị, đó là bộ vi xử lý Intel khá nhạy cảm về nhiệt độ. Tuy nhiên nếu như bộ vi xử lý này chạy với hệ số nhân thấp nhất, đó là hệ số nhân 6.5, thì gần như nó hoàn toàn không bị cool bug, nó không bị ngưng hoạt động khi mà nhiệt độ lạnh. Một cái bánh rất là vui
đó là khi mà các bạn đang bận rộn, các bạn không thể control được nhiệt độ CPU do các bạn benchmark một mình, các bạn đang thiếu giờ lỏng vân vân, thì lúc đó các bạn có thể gạt sang nút slow mode, thì cái mainboard này nó sẽ hoạt động với pay clock thấp nhất là 6.5, bất chấp cái thông số các bạn set trong Windows hoặc trong BIOS là 30, 40, 50 gì đó, được chưa? Thì dưới đó cái điểm an toàn của các bạn là gì? Hệ thống sẽ không bị treo, nó giảm đi cái phần bị treo của các bạn đi đó. Sau khi các bạn ổn định được cái nhiệt độ bạn mong muốn, ví dụ con CPU đó của các bạn là nó sẽ chạy ở nhiệt độ là -118 độ C, các bạn canh làm sao đó cho cái lock của bạn về đúng nhiệt độ đó, và chúng ta sẽ tắt cái công nghệ slow mode đi, thì nó sẽ tăng lại đúng cái hệ số nhân ban đầu, thì nó sẽ lên được đúng cái mức xung mà các bạn mong muốn. Ví dụ như 100 × 60 là 6 GB, trong khi đó nếu như các bạn chạy mặc định thì nó chỉ là 6.5 hoặc là 8 × 100 là 800 MHz mà thôi ha. Thì cái nút slow mode này ngày xưa sử dụng rất là nhiều khi mà những con CPU của Intel rất là nhạy cảm về vấn đề nhiệt độ. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, về việc phát hiện ra cái việc track keo, đúng không ạ, thermal freeze cho bên trong con CPU đã được delete, cộng thêm bộ mạch chủ này có một công nghệ mới, đó là RSVD, tạm gọi là một cái công nghệ chống cool bug, thì tôi nghĩ cái slow mode này nó sẽ không còn quá hữu dụng nữa. Cái jumper thứ hai là jumper pulse. Pulse này là pulse ở cấp độ phần cứng, có nghĩa thậm chí các bạn đang benchmark luôn. Thì tại sao các bạn phải pulse lại? Có hai lý do. Một, xin lỗi nha, các bạn có nhu cầu đi toilet thì các bạn phải pulse lại thôi. Đó là chuyện nói chuyện nó hơi thô bỉ tí. Hai là quay về vấn đề như cũ, các bạn benchmark một mình, các bạn đang bị rối trong việc điều tiết cái nhiệt độ, và các bạn biết chắc rằng cái lock của bạn đang tăng nhiệt độ lên và các bạn control không được, các bạn hãy dùng nút pause để giữ hệ thống lại, đúng không ạ? Sau đó các bạn điều chỉnh lại cái mức gọi là nhiệt độ để các bạn tiếp tục benchmark. Cái nút pause này á, nó gây nên một làn sóng rất là lớn trên cộng đồng Epsung trên toàn thế giới, bởi vì nó giống như một cái chip vậy. Và họ đặt ra một câu hỏi rằng cái điểm số khi mà các bạn đang benchmark và các bạn ngưng lại và sau đó bench tiếp thì nó có ảnh hưởng thế nào. Đó là một câu chuyện ha. Cái ông nào rảnh á, bữa nào thử bench trên Air thử coi sao. Như là các bạn đang benchmark, các bạn pull lại là hệ thống nó ngưng, nó không hoạt động luôn. Còn một cái RGB LED ha, để các bạn cắm cái LED RGB. Và đây là ba cái đèn LED để thể hiện cái tình trạng hệ thống. LED trên cùng, LED boot, nếu nó boot nó sáng đèn là hệ thống bạn sẵn sàng để vào Windows. Tiếp theo là cái đèn LED của Vega, nếu như nó dừng ở đây, nghĩa là cái chỗ Vega nó có vấn đề. Và cuối cùng là RAM và CPU. Đây là hai cái đèn để báo coi là CPU và RAM có boot được hay không. Như vậy, thông qua tất cả những cái khu vực Ocean này, các bạn thấy là tất cả những cái gì các bạn cần để Epsung đều đã được sẵn sàng. Như vậy, qua một clip khá dài thì các bạn cũng đã có phần nào hiểu về cái dòng bộ chủ này. Tuy nhiên nó sẽ là thiếu sót nếu chúng ta không nói một lần nữa và có một cái góc nhìn trực quan hơn về cái Khe Dim 2 này. Rồi, để tặng các bạn nhân cái việc kết thúc clip này thì chúng tôi đã tìm hiểu thông tin trên trang rg.asus.com, bởi vì thông tin về những cái thông Dim 2 này cũng khá là hạn hẹp. Thì cái Khe Dim 2 này các bạn chú ý là trên dòng tất cả dòng bộ mạch chủ Z170, Z220 nói chung thì đều có hai cái khe M2. Các bạn thấy nãy giờ nó thiếu không? Nó không hề có khe M2, bởi vì đơn giản thôi. Cái khe M2 được chuyển sang đây. Trên cái bo đi kèm được đặt tên là Asus Dim 2 này, thật ra nó là hai khe M2 trước mặt sau. Và dĩ nhiên hai khe này nó sẽ hỗ trợ Intel IRST, hỗ trợ được Gapred ha. Và cái khe M22 này nó sẽ hỗ trợ cả ổ SATA và ổ PCIe. Và khi nó hỗ trợ SATA thì nó sẽ lấy mất một cổng SATA của các bạn. Còn cái khe ở mặt sau này thì nó chỉ hỗ trợ PCIe mà thôi. Và cả hai khe này đều hỗ trợ cái kích thước lớn nhất, đó là 22110 ha, kích thước dài nhất. Và các bạn hình dung là cái khe này á, để tránh trường hợp cho mấy ông nội ổng cắm lộn RAM DDR3 vào, thì ở đây nó có một cái khất và ở đây có nó có một cái miếng kim loại. Như vậy là sẽ không có tình trạng mấy ổng gắn lộn RAM DDR3 vào. Lý do mà Asus đưa hai khe M2 vào vị trí này bởi vì được lý do rất đơn giản. Cái khe M2 thì ngày xưa nó nằm ở đây, thì khu vực này là khu vực để chơi nơi ta lỏng thì nó sẽ bị ẩm. Như vậy là nếu như các bạn để ở đây thì rất là khó để các bạn có làm mát thêm cho cái phần này, đúng không ạ? Tuy nhiên nếu như các bạn ép xung nơi ta lỏng cả RAM thì lúc đó là cái khe này cũng sẽ bị đóng băng đó,
Thì tôi nghĩ cái này chỉ phù hợp khi các bạn benchmark hoặc là khi các bạn ép xung CPU rồi thôi. Còn ép xung RAM thì nó cũng sẽ bị lây lạnh qua bên này. Ngược lại, khi các bạn gắn cái khe M2 này vào đây, thì các bạn hình dung là chúng ta sẽ có những cái quạt của, ví dụ như cái quạt của có xe chẳng hạn vậy, thì nó sẽ làm mát cho cả cái hai cái khe M2 này lẫn cái khe RAM luôn. Như vậy khi các bạn chạy trên E đó thì nó khá là dễ thương và khá là tiện dụng để chúng ta có thể làm mát được cả khe hai cái ổ M2 này và hai cái khe RAM. Bởi vì con biết là M2 nóng cực kỳ luôn. Và rất nhiều modder đã phải chế những cái sin hoặc là những cái quạt nhỏ để làm mát. Và cái khe DIM2 này cũng không có gì đặc biệt ngoài một việc là thay vì hai cái khe M2 được gắn trên main thì nó được nối trực tiếp vào trong chipset, thì bây giờ chipset cũng nối trực tiếp vào khe DIM2 này và hoạt động tương tự như hai khe M2. Chúng tôi sẽ có một cái bài review với dòng SSD mới nhất hiện nay là 960 Pro để xem coi cái M2 này nó có nhanh hơn so với lại M2 trên bom chủ hay không. Tuy nhiên tôi dự đoán là có lẽ là sẽ là như nhau mà thôi. Rồi, lần nữa chúng ta hãy xem qua một số cái góc của ASUS DIM2 khi cắm vào trong bom chủ này để các bạn có thể hình dung ha. Thì cái đèn đèn LED trên đây nó cũng khá đẹp. Này, các bạn có thể hình dung. Như vậy tất cả những cái gì bí ẩn và những cái gì chưa biết về dòng bom chủ này chúng tôi đã khai thác hết trong video clip này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi. Và đặc biệt chân thành cảm ơn các bạn đã luôn luôn ủng hộ những video clip rất là dài của chúng tôi. Hy vọng những cái niềm đam mê và những cái thú vui về công nghệ của chúng ta sẽ được kết nối và giữ chân các bạn nhiều hơn trong cái kênh của Mytech Lab. Và nếu các bạn quan tâm và ủng hộ chúng tôi bằng cách hãy like, share, comment, chửi bới gì đó và giới thiệu nhiều bạn bè đến để chúng ta tiếp tục giữ vững cái niềm đam mê về công nghệ của chúng ta. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video clip sau.